giật bé bù đồ màu trắng nha, nha cánh minh lao đó. Bé này là chủng sai tini luôn nha. Trời ơi, cái bụng mà cái bụng như cái trống này á. Bụng này sai tini thường thường để 2-3 bé thôi, này chắc phải 4-5 bé quá, 5 bé nè. Tini nhỏ xíu phải không, nhỏ hơn cái tay của mình đó nè đó. Trời ơi, có bụng mà. Trời ơi, hết cái bàn tay luôn. Đây con quay qua đây, quay đây xíu. Ờ à, đúng rồi, giỏi. Trời ơi, có bụng ra như cái trống vậy đó. Giỏi, ôm ra, giỏi, giỏi. Cũng như cái trống vậy đó. Đây. Giỏi, 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 giỏi nha. Trời ơi, có bụng như cái trống. Đây là chuẩn sai tini luôn nha. Đó, chiều cao gan tay nè. Đó.